nghệ sĩ cải lương vũ linh qua đời vũ linh nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương qua đời ở tuổi 65 tại nhà riêng sau thời gian điều trị ung thư ngày 5 tháng 3. lễ nhập quan diễn ra sáng ngày 6 tháng 3, động quan lúc 11 giờ ngày 9 tháng 3. linh cụ được an táng tại nghĩa trang hoa viên bình dương nghệ sĩ nhân dân trần ngọc giao chủ tịch hội sân khấu thành phố hồ chí minh cho biết nghệ sĩ qua đời sau nhiều năm chống chọi bệnh hiệp nghèo nghệ sĩ không lập gia đình có một con nuôi Cháu gái ông ca sĩ Hồng Phượng được ông uống nắng theo nghề từ nhỏ. Ông Song Minh, người quen thân của gia đình nghệ sĩ cho biết, vài năm gần đây sức khỏe Vũ Linh xuống dốc. Ngoài ung thư, nghệ sĩ còn mắc bệnh, đường ruột và cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn. Vũ Linh xa sân khấu để điều trị bệnh. Năm 2022, ông có lần tái xuất hiếm hoi trong show kiếp cầm ca của nghệ sĩ Hồng Nga tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nghệ sĩ bàn hoàng trước tin buồn, nghệ sĩ Hữu Châu cho biết, thập niên 1990, thời hoàng kim của băng video cải lương, anh đóng chung với Vũ Linh nhiều vợ tuồng. Có những lần quay ở xa, chiều tối có quá gian xe anh về Sài Gòn cho kịp giờ diễn. Anh vui tánh, gần gũi, dễ thương, về nơi phải về anh nhé. Cầu mong hương linh anh về cõi an lạc nhất, Hữu Châu tưởng nhớ. Diễn viên Hồng Vân, đàn em của Vũ Linh từng nhiều lần hợp tác cùng ông thập niên 1990, cô nói, luôn hạnh diện vì được thời trẻ đôi lần được đóng người yêu cùng anh trong các băng đĩa, mong anh sẽ được cận kề bên tổ nghiệp. Nghệ sĩ Vũ Linh thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương Việt Nam, ông tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn, xuất thân trong gia đình nghèo khó, việc học hành gian dở. Năm 13 tuổi, ông theo học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với thầy Văn Vĩ. Năm 1972, ông tham gia đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ, lưu diện các tỉnh. Một thời gian sau, ông về hát cho gánh hoa anh đào kim trưởng, được nghệ sĩ Diệu Hiền Trương Ánh Loan nhận làm đệ tử. Sau này, ông còn thỏ giáo nghệ sĩ Minh Tơ, Thanh Tòng để hoàn thiện thêm về nghệ thuật ca diễn tuần cổ. Năm 1981, ông trở về thành phố, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long. Đến năm 1988, ông cộng tác với nhà hát cải lương Trần Hữu Trang II. Từ đây, Vũ Linh thực sự bước lên đài vinh vang sau hơn 15 năm bôn ba đoàn tỉnh. Thập niên 1990, Vũ Linh kết hợp Tài Linh trở thành đôi nghệ sĩ Thanh Mai Trúc Mã được đông đảo khán giả ngưỡng mộ vì lời ca lẫn diễn xuất hòa quyền. Họ cùng nhau ghi dấu ấn trong các vở Sự án Bàn Quý Phi, Tống Nhân Tôn và Bàn Quý Phi, Trảm Trình Âm, Triệu Khuôn Dẫn và Hàng Tố Mai, Thân Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, Tiết Ứng Luôn và Thần Nữ, Thái Tử Đan Giả Gái, Thái Tử Đan và Vũ Tuyết Nương. Trang dung nghệ sĩ Vũ Linh thời trẻ, ông là một trong những tên tuổi của thế hệ nghệ sĩ cải lương miền Nam, đóng góp lớn cho nền nghệ thuật sân khấu nước nhà. Khi tham gia Mưa Bụi, chương trình ca nhạc video ăn khách một thời, đôi sông Linh mở rộng thêm thị phần biểu diễn, thu hút nhiều khán giả trẻ đến với cải lương qua các ca khúc như Chuyện tình Ngu Lan Chúc Nữ, Hoa học trò, Mưa Ngâu. Thông tin nghệ sĩ Vũ Linh ra đi khiến khán giả không khỏi bàng hoang, sau việc cũng gửi lời thương tiếc đến một ngôi sao của làng cải lương Việt. Ngọc Huyền chia sẻ lại những hình ảnh đáng nhớ bên Vũ Linh, những viên kim đào viết những lời nhắn gửi đến nghệ sĩ Vũ Linh, nhưng Triệu Vũ cũng đăng tải dòng trạng thái chia buồn. Trước khi mất, nghệ sĩ Vũ Linh có khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật không thể đi hát. Sau khi đến thăm ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng cũng nhiều lần thể hiện nỗi buồn. Trong khoảng thời gian nghệ sĩ Vũ Linh bị bệnh, Bình Tinh là người ở bên chăm sóc. Nghệ sĩ Vũ Linh chia sẻ, thời gian qua sức khỏe của tôi không được đảm bảo nên 2-3 năm qua bác sĩ không cho đi diễn. Bây giờ tôi khỏe lên nhiều rồi, tôi xúc động vì 3 năm không đi hát với tôi là một khoảng thời gian rất dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp, ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả. Vì những căn bệnh tuổi già, nghệ sĩ Vũ Linh U70 không thể đi hát, may mắn được bình tinh chăm sóc. Nghệ sĩ Vũ Linh được nhiều đồng nghiệp yêu mến. Nam nghệ sĩ có một sự nghiệp đáng nhớ và rực rỡ. Sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh vẫn còn khiến khán giả ban hoàng, nhiều sau việc không khỏi thương tiếc cho một tài năng của làng cải lương màu nam nghệ sĩ sẽ yên nghỉ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.